Và chỗ đó mình máy bay bị ban đêm, nó đi soi mấy anh này đi nè, nó bắn. Bắn mà anh chết thì dòm đó, cái khu đó mình biết có thay ma rồi. Cà trê với cà rô nó ăn mà thấy bọt trắng lên lớp. Qua đi trao tiền cho cái ông anh Tám thợ hồ nó mất đó. Nhìn thấy không ai đi, chỉ có hai anh em ruột ổng á, tổ chức để cái bàn với cái bình bông nhỏ xíu rồi. Rồi cái lư hương làm bằng cái lư hương bằng thật á, làm bằng cái lon sữa bò. Cái con nói sao không lấy cái thau á, làm bự bự đó, để tới 49 ngày lận để luôn. Người hàng ngày cắm nhang kêu con ổng cầu nguyện hàng ngày, mà đâu có đồng đạo trong đó, đâu có đồng đạo đâu, người Khmer mà nó đâu có đi đó mình tận. Đi đâu đó ma đừng, nó Campuchia nó không đi đâu. Con ở đó con không biết người Campuchia ai chết là bỏ đụng ngựa, nó không dám léo hánh tới nhà mày luôn. Ngộ ha, nó sợ ma. Bởi chỉ có con chung vô cái lò thiêu nó con lượm xương cốt, chứ còn nó thiêu rồi là đụng đi về cái một. Mấy ông mà cha cũng vậy nữa không? Không vô đó, thằng nào cũng vậy, nó chảy chó gì cũng không nào vô đó. Không có léo hánh tới ông Tư? Không. Ngộ. Ông Tư nãy nói ai mất thì ở đâu, ở Vĩnh Gia, Vĩnh Điều gì đó ông Tư? Ai mất Vĩnh Gia, Vĩnh Điều. Cái đó mà giờ mới nói ha. Hồi đó đi kéo lứ. Này đống bụi tràm, nói sáu đứa con trai. Một con trai không, không có cái quần mặt nữa ta năm. Vợ cũng không có quần áo gì, vô trong rồi đó đốn củi tràm chút chút bó lại cái bán cho ta chụm ghe rồi đó. Với ghe rồi ta ta thấy sợi ghe lủi lên bờ đó trong cầu Mặt Lung, chắc cũng 400-500 thước ruộng nữa, không có ai khiêng hàng rồi lên đó. Sao ngộ không? Không có ngự. Có sáu đứa con với vợ đó hả? Mà con lớn chưa ông Tư? Hả? Con lớn không? Những nít chút chút không à, công nhận khi? Vợ nó đẻ sai như chuột. Ý vậy rồi sao mà khiêng lên ông Tư? Có ai đâu mà khiêng. Đằng này mình đứng kéo lưới lên bờ, kéo lưới lên mé bờ khỏi cái ấy, khỏi cái hàm nó là biểu mấy nó bị ông con bỏ đó. Người chúng nhau khiêng cái hàng lên, không có người đào nữa, đi không có ai đi theo, nên có một thằng lái chiếc xuồng chiếc kẹt đó đưa vô đó thôi. Rồi đào lỗ chôn cất lấp rồi xong chui. Người giờ dòm thấy cảnh tình thì thấy hết biết nữa. Sáu bảy đứa con không có cái quần mặt ở tầng ở chuồng không. Rồi ông lên ông đào nguyệt luôn hả ông Tư? Đào nguyệt luôn rồi chôn rồi đàng hoàng. Bị cái dàn lưới mình tới sáu tám đứa lận. Khiêng lên chôn hỏi sao vậy đó. Tụi mới vợ mà đi đưa đám ma không có quần lành mặt nữa. Quá hạt nổi cái thấy tình cảnh đó. Đầu. Nhiều cái đám ma nghèo nhìn rơi nước mắt. Như đống của tràm mỗi lần bị nó đồng tràm nó ấy là nó chặt bỏ là nó đốt đó. Nó chặt bỏ rồi là nó làm lúa. Hút đi ông Tư. Nè. Ổng chặt chàm rồi sao bị mất ông Tư? Không biết đau bệnh gì mất, không, mình không hỏi. Rồi kêu em mày ấy thôi, ấy tấp lưới lên bờ đó, khỏi cái tùng rồi. Khỏi cái hàm rồi, cá nó ở trong tùng không bỏ nó, rồi cũng ngựa lại tiếp. Đào lỗ khiêng lên rồi đào lỗ chôn xuống bờ kinh đó chứ có đất đâu chôn. Gặp mấy kinh đó chôn mẹ nó đó. Rồi
Thì đó nhờ gặp ông chứ chứ không thôi không biết chừng nào chôn luôn. Có ai đâu chôn, có thằng tài xế đó nào biết chừng nào với con vợ nó. Còn cái đám con nó nhóc 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 bằng con linh tâm vậy đó, mà sáu bảy đứa vậy đó. À, nói rồi, nó lắc đầu. Bây giờ chắc ba mấy tuổi trơn rồi, thấy không Tư? Chắc ba mấy đó rồi. Hồi đó 5-6 tuổi rồi, bây giờ nó ba mấy đó rồi. Nó còn bác cháu mình sống gì con thấy con đi quay nhiều gương, gặp nhiều cái tình cảnh mình thấy không biết làm sao mô tả nữa. Cũng một cái ghe thì không có mui mà sáu đứa con vậy đó, sáu bảy đứa, con trai không mày. Trai không không chừng bây giờ lớn lên không chừng đã khá không chừng nữa ông Tư. Không biết năm nó đi vô đôi phá rừng tràm nặng bằng lúa đó, khua kinh mặt lung rồi này kia, đồng trích rồi dài tổng phá tràm nặng Cái khu đất đó bây giờ con thấy vợ nhà bự bự không à? nhà tường nhà ngói đồ không, bây giờ nó về đó nó bằng cá Vì nữa có làm ruộng á. làm ruộng, với nó dụ con mà không nổi con bỏ vô đó rồi cũng ký lãnh vậy đó mà không nổi. Tới 3 năm không có hột lúa ăn là giờ nhà nghèo vốn đâu mà. Không có vốn làm. Bằng út ái thì mới cài mấy đồ này vô trong ngụ ngựa mà 5-6 năm sau mới được ăn. Hết mẹ vốn liếng rồi. Mới cài mấy gì suốt gì bán sạch hết rồi. Bởi vì lúc đó mới vừa phá lâm ra làm mà phèn đất phèn không mà làm Phèn mình bà nội lúa lên bao nhiêu nè nè năm ơi. Lên độ chừng 2 tấc, 2 tấc rưỡi, nó nắng cũng như con đốt vậy. vàng cháy lá chưa Vàng tư hết. Tập đàn sáo này nó giàu bực nào, vô trong mướn sáng bút kinh luôn. Chỗ đồng cơ đó. Múc kinh rồi này kia, đắp bờ đắp này kia, nhà nó lợp lá mà dòm thấy cất nhà như bộ đội vậy đó, cái nhà 50-70 thước vậy đó. Lợp lá không, nước không, Mà bằng tay làm nước không cái nổi không Tư? làm rụng ngựa điếc rồi dòm nguyên cái cánh đồng đấy đâu, cái mấy cây số vuông vậy nó vàng nín rồi đó, Bị đất phèn không? phèn mà phèn lạnh nữa. Thì đó con đi chỗ con gặp con kinh đó phèn con không dám đụng xuống nước luôn. Bà nội Nhìn thấy ghê. Kéo cá có khúc nước ngọt trên Vĩnh Tế mình chảy xuống là chảy nửa đường tới cái đồng cơ đó là nước mặn ở Kiên Lương nó chạy lên rồi tôm cá nó ở khúc đó kéo một cái tôm bà nội Khúc đó nhiều không Tư? ơi. Vì nó dội dội nước lại hả Dội đó, dội nước mặn nó xuống được. Thằng cành kéo tôm bữa nào nấy rổ bưng không muốn nổi vậy. Tôm càng xanh con bắp tay luôn. Rồi có cá nước mặn đồ nó dội lên đó không ông Tư? Có Có luôn. Rồi kéo cá nước mặn khúc nước ngọt nước mặn nó giáp nhau đó. Cá lóc còn 2-3 ký, 3 ký mấy có nữa. Cá lóc kéo đầy xuồng luôn. Rồi con tính chạy mắc chạy về tới Tịnh Biên này cân mới được, Ôi ôi. cái vùng đó không ai cân cá nữa. Quá xa luôn rồi. Từ trong đồng cơ mà chạy cô le mà chạy về tới Tịnh Biên Nguyên chạy ngày luôn. ngày một ngày, hơn nửa đêm ngày nó chạy rồi chiều cái nửa đêm mới tới ngoài Tịnh Biên. Mấy chục cây số. Bà nội tôm ăn riết rồi phơi khô, Tôm hơi khô luôn. tôm phơi khô Hồi xưa ăn sang quá. ăn sang quá sang. Bây Tôm giờ mày bán có mấy ngàn ký thì không ai mua nữa. Còn đi lên sụp Vĩnh Tế mình đi vô trong Tà Ten, Tà Phô đó bà nội, ở Đông Hồ nước mặn chảy vô rồi ấy, cá dồ cá tra nó ngóp mì dòm trắng sông luôn. Mà thọc lưới xuống kéo không được, súng đạn nó mắc, dùm súng đủ thứ súng, tao lấy tao dựng vô má, kinh đó bỏ. Dựng dựng Không kéo lưới dính nữa hả ông Tư? kéo lưới dính đùm đùm rách lưới thấy bà nội vậy đó.
mấy cây súng Karabin gì đó nó bự quá, bự nặng hai thằng kia không nổi. Ôi Cây súng đó nó bắn 1 phút là 3.000 viên đó. ôi, cái súng gì mà ghê. Cái đó của Tập Cận Bình đó, đạn ảnh là sao đích nó nằm vậy nè, đạn nó vô đường sao đích không hả, chứ không phải nó vô như Đại Liên 30 50 mình. Mà như đạn nó rẻ vậy nè, bắn cái nồi nó xây nó quay ra, công nhận cái súng đó nó dữ thiệt. Cái súng gì nặng vậy, tới hai người khiêng không nổi. Hai người kia không nổi, nó có bánh xe mà. Dạ. Tao lên Bào Cò cái nó gặp nó nói một dây đệm vuông dứt chừng 2 tầm vuông mình, một dây đạn nó nói rồi thốt lốt nó đương cũng như đệm mình, nó bao xung quanh đừng cho mưa đất cát bụi văng đó, nó bắn bộ đội mình mày ôi chết thôi, tay chân cục thịt thà văng Dạ. tùm lum chỗ đó, đó. Lúc đó bộ đội mình đi bị thương nhiều quá. Tấn công lên đây là bị lên đồng trống lỏng à, Dạ. còn nó ở hầm không à, bắn tao đi lục soát lên Bào Cò câu một ngày một đêm được có 3 con cá bông cầm tay em lái mình, Sao bộ ít hay diễn tư? không có cá bông con thôi nó kẹt ở lại đó, Dạ. rồi tao biểu hai ông già ở nhà nấu cơm tao đi xuống này tao lục soát, tao quải cho mày một đống súng, súng mới chát không. Ở đâu có súng không quả không thư? Dụng miên nó chết nhóc luôn, bộ đội mình tấn công lên nó bắn bỏ chết bỏ đâu có lấy súng đạn gì đâu, Ý sao mà mấy ổng đánh giặc rồi mà sao mấy ổng không gom súng? ai gom đủ người còn dầm đạn con mang con còn bỏ bớt lại bị đầm nước lâu gì Dạ nổi, dạ nó vất vả lắm rồi bắn, có thằng ở trên nhà nó mới tuột xuống nửa đường bị đạn chết rồi, cái giò dưới đất khúc đầu nằm trên giường bị mới tấn công là ta lên tới rồi, mình tấn công qua đó lên tới lên súng còn nổ ình 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 trên mấy sóc rồi minh rồi này kia Lúc đó đánh bằng bot đó không đánh bằng bốt đó. Tao gom súng miền Lê Mo, tao gom một đống luôn súng bồn bốt, nó xài 79 mới tinh đỏ tươi bị trong kho của Nam Giang á, nó lấy mình Lê Mo cũng mới ra cũng Mỹ không, tao gỡ mớ mình Lê Mo tao mang lựa AK bá xếp tiệp cắt nhỏ xíu khúc, tao mang gì mấy cây Ông gỡ mình được luôn hả ông Tư? chuyên Vậy sao? gia mà mình Lê Mo hồi đó cũng tao tổ chức tao gài đó, đâu ai biết gài, tao gài gài đêm đó mấy chục con chó bạc rê, cái vùng đó bạc rê chạy tới chạy lui, vùng đó cái xóm đạo đạo Thiên Chúa còn mới đưa vô kinh tế mới, con năm cái gia đình nó phát cho con chiếc máy cày giống lúa nuôi cho gia đình con ăn 6 tháng ở đó, mà ngay bà hôm chợ đệm vô đó, cũng đất phèn dòng lương này dòng con đi ngọn lát quả gì không nổi, lương nó ngợp nó lú đầu lên không có lương, nước nó khô cái nó ở theo hố bơm rồi đó, dạ. hố pháo binh rồi này kia ở năng mà dỗ nhổ năng năng nó mọc bích chịch với nhổ năng lên nó chạy sộn 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 chạy lát anh chung ăn cua bắt bắt lát đầy hết quả gì không nổi lương bà nội, rồi bà nó gài mìn rồi mang ăn thịt chó nó ăn bà nội, còn tụi tao thì đi ăn cắp bù câu, nó nuôi nhà bù câu cái nhà cái mà cả trăm thước nhưng mà nó nuôi hít nhà vậy. bắt bù câu ăn không thì bắt bù câu con không dùng đầy bao mang về ăn bù câu ra gàng bị ban đêm mình gài mìn mình có thông báo hết cho dân ta đó là ở đâu không, ban đêm không được đi đâu bậy bạ nữa, mình nổ chết chó nổ chết sáng luôn, mấy thằng ăn thịt chó nó quải nó khiên gì không nổ không banh xác hả ông Tư? Gần mấy banh còn xa thì nó chết lũng nát đó, mấy thằng ăn thịt chó là nó mập, tụi tao thì ăn bù câu không vì cái lực tạo quá của trời đất cũng sai khiến mình giết nhau nên mới hết. Mới lọc lại bởi sao đời thượng cổ còn có ba nước à,
Không còn mấy trăm nước như giờ đâu. Bởi vì mới lọc lại hết trơn đó. Lọc hết. Nhìn thấy người ta đói khổ. Giữa nửa Việt Nam mình có hai giống gạo, hột đỏ với hột trắng à. Còn nước khác có ba giống gạo. Các nước còn lại phải cống hiến cho Việt Nam mình đó, hàng năm. Bị mấy nước kia không có vua. Bởi vì nước của Việt Nam sau này là cõi trung ương. Phật ngự mà. Vua là Phật. Ở trong mẫu chuyện Đức Thầy có nói nước Mỹ là bây giờ là giàu nhất thế giới, Việt Nam là nghèo nhất thế giới, sau này Việt Nam giàu nhất thế giới, nước Mỹ nghèo nhất thế giới. Nhưng mà đói nữa, nước Mỹ nó nghe nó cũng theo đạo giáo mình cũng nhiều lắm á mày. Dạ nhiều. Theo đạo Phật đồ dữ lắm á. Dạ. Nước ngoài giờ theo đạo Phật nhiều lắm. Có người cạo đầu vô chùa tu luôn đó ông Tư. Ở bên Thái những người nước ngoài tu ở bên chùa Thái nhiều lắm ông Tư. Dưới Campuchia cũng có nữa nè. Có nước ngoài vậy. Mà nhiều khi mặc dù nó cài vô đó là theo đó dõi. Mình không biết, mình thấy người ta tu mình nói người ta tu thôi. Còn cái chuyện khác thì chạy anh ta đi. Cụ đen bữa nay biểu nó tập ngay tay, con thấy thuốc rượu con biểu nó tha bóp. Hồi xưa vậy là ông Tư đi kéo lưới kinh Vĩnh Tế là kéo dưới kinh luôn hả ông Tư? Kéo dưới kinh luôn. Ồ nó sâu vậy mà sao kéo được? Ồ sâu nhậm gì. Dàn lưới bá từ cái phao đó xuống tới 30 thước lận. Ôi ôi. Vậy là dư luôn rồi. Dư. Một cái cánh về 35 thước. Cái kinh Vĩnh Tế kéo dư lưới trên bờ. Chỗ từ mà Tịnh Biên vô trong Lạc Quới sáng nó thổi. Thổi sâu cái 30-40 thước kia. Quá khứ. Bà nội ơi đánh cá rô biển. Con dày dày rô biển. Thấy hàm. Thấy hàm chết luôn. Cá rô biển mà lớn mà tới mùa trứng bự bự không. Ừ rô biển trứng nó ngon như cá bông cá lóc mình. Dạ, nó thơm lắm. Ngon. Mà có cái trứng cá lau kiến nó ngon mày. Nó bột không hả ông Tư? Ừ, trứng lau kiến con ăn nó béo nó ngon đó. Mà nấu chả lau chín hơn mấy trứng kia. Thì anh bự bị anh bằng hột tiêu mình đi. Dạ. Bột không à? Tao khoái ăn nó năm hồi đó. Dạ. Ăn riết rồi ấy tao đập đầu chết hết, tao ngâm nước bụng bụng tao mới nướng. Có ông ấy nói nhìn sao giống, nhìn chả giống con rồng. Kêu cá rồng. Có nướng. Em mà có nuôi cá màu đỏ nữa, cá lau kiếm màu đỏ mà không biết con bỏ đâu đó. Hôm nay con nhìn vô cái bồn nước nó không thấy. Không bỏ, đâu dám bỏ, đâu bỏ, đâu ăn bà cá kiện hết. Dạ. Yeah. Nó táp cái mỏ dưới này với anh táp như cá lóc mình á. Yeah. Đùng đùng. Táp bọc bọc dưới đó ông Tư, ở dưới sông con gì nữa hả? Ở ngoài... chị ba mày ngoài nhà ông già vô đồng nó chài một lát một bao quả gì không nổi. Ôi trong bào mấy cái bào bự sâu trong đồng á. Dạ yeah. Chị nó ở lâu năm. Ừ còn nó kéo hầm cá tra con bắt dế dế nè. Hồi đó tao còn ăn mặn nó đem cho tao một bao vậy, ăn đất què gì hết. Ăn chừng 2-3 con rồi ăn hết nổi rồi. Ừ nó mần khô ăn ngon hơn thịt bò nữa năm. Vậy sao? Ừ bà chui tao bà xẻ khô. Bà già của thằng Cành nè, bà già vợ thằng Cành. Mà ngộ ông Tư cái con cá lau kiến ông đem hấp xả. Con cá sống ông hấp là ngon mà nó hôn rồi nó chết rồi, chết chừng 5 phút là ông hấp ăn thú hình. Tao phải ăn cá thúi. Ngộ vậy đó. Ăn là nó hôi dữ lắm. Máu bà nội ơi, giống gì máu. Máu dữ lắm. Mà mần nó là cái như tay chân sể chứ. Thằng con cô Mười mày á, Quy á, nó tát mấy cái hầm ngoài Châu Đốc mà con bắp dế, con 2-3 kg lâu kia.
Miếng cá đó quá lâu năm. Bà nội tao hấp xả. Dạ. Thịt tao dê nhất. Hấp xả rồi mày ở lột da ra rồi ăn. Ghiền luôn. Ông hấp xả thì ông ăn luôn cái bộ phận cái đầu nó được, còn ông nướng là cái đầu ăn hết được. Mà ăn béo lắm mà. Dạ béo lắm. Trứng ăn đã. Trứng nào trứng đấy nó bự ông Tư, mấy con bự cái nó vậy nè. Có mấy con bự mà 700-800 gram cái trứng gần bằng ngón giò cái vậy. Mừng thay cái thì cái ăn như cục đạn cu ly. Dạ. Béo đã lắm. Bột không à? Bột. Ăn như trứng răng trứng ruột vậy. Mà nấu nó luộc cái trứng mà thấy nó cái trứng nó đục lại là mới chín, còn còn trong veo là sống nhân. Biết bao nhiêu nó đem về bao bao dùng nó gạn hầm cá sa. Yeah. Mấy hầm nuôi con hồng nó bập cùm chân chân nó đem vô cho 2-3 bao. Nội con cùm chân nữa không là ăn hai con là ăn hết nổi. Vậy đó người ta quất người ta. Ăn nó mà tao mần nước mắm khác không mà nó không bị mình đâu còn ủ mắm nữa. Dạ. Yeah. Tao mần mần nước mắm ruốc không à. Nước ruốc hả? Ừ. Mắm ruốc ăn đỡ ngán. Không ngán, con ăn no. Con ăn thịt ba rọi cũng vậy thiệt, thịt mà mình chắc ấy thịt luộc á. Dạ dạ. Chấm mắm ruốc con ăn nó không ngán, ăn thịt không quất miếng hai miếng là ớn rồi. Ớn rồi. Nó ăn được. Bởi vì mấy năm đâu cỡ hơn chục năm rồi. Ở trong bị có mấy thằng em vợ ngoại nó làm ruộng ở trong cống ranh đó ông Tư. Thì nó chỗ miếng đất nó mà nó chỗ từ bên chợ cống ranh mà nó gần tới bên kinh kinh tế luôn, nó dài vậy đó. Chiếc máy cày nó chạy mà một quận vòng gì là không biết bao nhiêu công. Nó tính đo lại á. Nó làm ở trong đó nó la tàn ơi nội bắt cá lóc cá trê đó. Tới mùa mà nước giật xuống rồi vô cày á, cá lóc cá trê thôi. Trê già mình con lớn lớn. Dạ. Nó là ăn gì hết. Ăn đâu hết, đào hầm rộng không hả? Dạ. Dân bằng ruộng giống đào hầm vuông vuông chừng tầm vuông vậy đó, dạ. Rộng. Lấy lục bình rồi dục dưới núi rộng. Rồi mấy ổng cày xong rồi xạ lúa xong hết trơn rồi còn dư cá đó. Vớt lên vô trong thùng cái đem về nhà. Hồi đó lòng tràm làm cho hết. Biết bao nhiêu mà nói. Còn có bà Tư với ông Tư cũng như lớn tuổi lắm rồi, lúc đó lớn tuổi lắm rồi, lúc đó con 20 mấy tuổi. Ông cũng 60-70 tuổi, bơi hai chồng bơi xuồng từ bên Mỹ Hội á. Bơi vô tới cống ranh chồng đào mấy cây tràm lục của ông Tư. Bơi gốc tràm mà nước ngập nó ủ dưới á. Đem về cưa củi bán. Hồi đó đi xôm tràm nó bán tiền không? Dạ. Con đi dán ngựa một tấm một 12 thằng khiêng không nổi. Ôi mấy ổng cưa ông tất mốt tất hai vậy nè. Dạ. Có lợi tao nói tàn nó gõ ngựa gõ đâu đâu hùng gõ đâu. Cầm về của mình đó cầm. Dạ. Đồng mình đó cầm lục đó cầm lục đó cầm nó như là thiên thu không có sợ một sợ hư. À, nội rồi đó tao gặp 3 tấm vậy là 3 bộ giấu trong đồng. Yeah. Lấy về không nổi quá nặng, 10 mấy thằng khiêng tấm sao lấy gì nổi mà không phải tàm đâu, ở vùng Sài Gòn mình gõ cẩm bên gì không chứ không phải cái tàm đâu. Cái đó ông có nhờ dây xích hay gì ông kè vô chiếc xuồng mới được. Dòng lính mà đồng đó con trâu nó lội nó ăn lún cái chót lưng à. Rồi cháu rồi cò nó đậu trên lưng nó ăn bù cào rồi đó. Yeah. Đi thấy cái lưng với cái sừng trâu không à, không thấy con trâu. Ủa dòng 155 nó con tính nó pháo vô đó mày nghe không, cái ụp rung rinh đất ra không nổ, không nghe tiếng nổ. Vì làm cái ụp nổ ở dưới sình vậy. Không biết nó xuống đâu tao độ 50-70 thước. Mà cái thứ gì mà con mà ốc cao chằng nghịch mình à, dưới con trết ré. Yeah. Nó đậu cái con dòm cái chừng cả ngàn mẫu đất. Ôi ôi. Đen con. Vì rừng đó có rừng cỏ không với cây cây gì giờ nó làm dưa nó bán đó. Cây gì nó cao hơn cây năng mình khỏi đầu. Cũng không biết cây đó. Cây gì nó làm dưa miền dưới nó làm dưa trắng trắng bán cho mình ăn đó. Dưa chua.
không biết, không biết. Bồng bồng, bồng bồng, cây bồng bồng. Yeah. Nó như cây năng mình mà nó bằng cầm tay mình nó cao khỏi đó, đầu. Dùng đó, dùng ở Sóc Trăng, từ bồng bồng ở Sóc Trăng mới có. Không, bồng bồng sát Sài Gòn mình chợ đệm cây Đức năng. Hòa, Đức Hòa nhóc dùng. Yeah. Đầm lầy đó. Yeah. Bà nội cái thứ gì mày coi nó cầm câu lương, nó cầm câu không à, nó bắt đứt cầu hết, không đứt, bị cái con cột chừng thước vậy nè, con cột cây ngán ngang vậy nè, ảnh lôi rồi đó, mà 10 con đã chết hết 10 rồi, bị anh ngoài anh ấy ngọt. Yeah. Chết. Tao về căn cứ dùng ống lóc kết, trực thăng nó gắn lóc kết rồi nó bỏ ống đó. Yeah. Ống nó dài sải sải hơn sải mình nữa. Ôi. Ừ, người lấy người ta qua bên bờ sông, bên ta đốn ba cái cây cây trải, nó không phải trúc mà không phải tre, nó cây trải mình chân cái một cái mình, nó giống như tre trúc vậy không thầy? Giống như tre trúc mà kêu cây trải, nó ngộ hả, người ta cũng đương đồ xài được, rổ thúng rồi được vậy. Yeah. Ừ, người ta bóp bóp hôm tầm 7 tầm 3 tao đặt cái lờ dở, cái dở lờ lên không dám dở mạnh, sợ nó xích đít á. Yeah. Nó xích bẩn, nó đầy luôn hả ông Tư? Nửa cái lợp cái nó chặt đó. Con bành bành tao đem lên để ông nồi, tao luộc cái sạch hết, cái chiều nhét vô trúng đặt. Ồ, ngựa sáng đổ ông trúng một là đầy dung một thao luôn lương. Oh. Rồi biết không làm gì nữa. Cá rô chú dăng lưới 7 phần rưỡi mình á, tao đếm cho vợ lính con lính không, cứ năm con trăm đồng. Đứa Thôi nào cần. Bắt ở đứa nào bắt trước thì được cá bự, cá sau nhỏ nhỏ hơn chút, khỏi cần khỏi gì hết. Bà nội dăng lưới tay chân riết là ăn cơm không được luôn, ăn muốn không, nó nẹt đó mày ơi, máu chảy cá rô gì chứ đó. Con ngồi máy bay mà dòm đầu chừng nửa mẫu đất mình bọt á. Oh. Là chỗ đó máy bay bị ban đêm nó đi soi mấy anh này đi nè, nó bắn. Yeah. Bắn mà anh chết thì dòm đó, cái khu đó mình biết có thay ma rồi. Yeah. Cá trê với cá rô nó ăn mà thấy bọt cắn lên lớp. Oh. Lúc đó thằng em vợ con nó làm ruộng giống là gắn hổ ngựa gắn nước ông Tư, làm gì cho hết. Ồ, không biết bao nhiêu ông Tư. Ừ. Lúc đó trong đó bị đồng tràm nó phá rồi đó. Yeah. Nó chạy xuống mấy mương núp rồi dân mình vô mần mà mấy anh chả vô bắt mấy dính mấy gắn nó, mình chả nướng mồi nhậu không à. Ừ. Dễ, trong đó con có gì đâu, phải có rau cỏ gì đâu, đồng phèn á. Yeah. Không có rau cỏ mà nướng mồi mình chả nhậu mà mới chả la tèn ơi, nướng mồi nó ngon dữ luôn. Thì nó ngon. Có con gì bằng, không có thịt nào mà bằng thịt nước nữa. Dạ. Ăn nó ngon. Để đó. Nguyên con vậy đó, mà anh nào đấy ăn con nào đó gấp nguyên con đó rồi bẻ nó rồi sướng. Ừ. Bây giờ có ăn cá lâu kiến kỳ đó, nó năm nó còn ăn mặn. Đem vô bà nội đó, nó gạn một cái hầm vậy, nó chở vô mấy bao nhất. Em vợ anh ba. Yeah. Con nửa ký không có kỳ, thằng Quy nó gạn hầm đâu ngoài châu đốc. Con ký mấy, 2 ký cá lao kiếm. Quá khứ cá thịt biết nhiều nữa. Bà nội cái gì đó, tao luộc với lá giang mình nè. Yeah. Chả lá giang lấy bằng chải đánh ảnh cho sạch, rồi chặt ngạnh anh bỏ luộc chả lá giang rồi gấp ra chén ăn còn nóng lắm. Yeah. Nó ngon hơn thịt bò, thịt ngon, thịt gà nữa ngon hơn. Cái đó mà mấy con bự đó ông Tư, cái đó mà ông Tư lột da nó cái thái 2 cái miếng thịt lưng nữa đó, đem phơi khô ha. Bà chui cho ba mần khô, và bây giờ vợ ăn cành ba mần không có cá bự. Yeah. Cá ông đặt lú đó bằng chân cái lớn, chân cái nửa cầm tay mà. Yeah. Cô ăn công nhận ngon. Cái đó được con bự á, lóc 2 miếng thịt lưng đó đó. Ừ. Rồi ướp đàng hoàng cái đang phơi khô. Ôi chắc ngon dữ lắm mà ông Tư. Ngọt mà bà ướp tiêu tỏi mình kia ăn ngọt mà thơm như thịt bò thịt này kia. Yeah.
thịt nó dai sẵn nữa hả ông Tư? Dai, với con cá lau kiến con ăn tươi nó tanh chứ con mần khô nó ngon. Dạ. Con rái con gì cũng được, con rái mà con xào lơ mơ là mày bỏ luôn chứ không ăn được miếng nào. Nó tanh hả ông Tư? Tanh đó. Ngộ ha. Chặt ra miếng miếng đàng hoàng rồi con mới bóp muối, bóp nước muối mà cho nó hết bọt đó. Dạ. Rồi mới để vậy đó, đưa vô chảo xào cho nóng mới chắc nước đó bỏ, đổ bỏ rửa lại nữa mới xào ăn được. Chúng thôi tanh rình mà dọc bằng khô rồi cái nó ngon, không có khô nào qua nó. Hồi yeah. Thịt tư nó tanh dữ lắm, con ăn lơ mơ con nhai chậm nuốt không nổi. Kỳ ha. Tanh cá. Vậy mà bằng khô nó ngon. Yeah. Campuchia nó kêu con rái là cà thia. Cà thia, cà thia đó. Cà thia. À, lặn với nước. Con chuột mình nó kêu cà đon. Chuột là cà đon. Ừ. Thì đó, thằng đó nó chuyên gia rồi, sóc nó bắt sao được rái nó bằng cô. Nó cho nó đem về, bị nó là cháu nữa. Yeah. Đem gì cho tao được mấy miếng. Mà cái lúc đó sao cái đồng ở trên đó cá nó nhiều một cái kinh khủng, làm như trên Campuchia gần nó xuống đó hay không ta? Ừ. Cái đồng Nam Giang cái lô mà nhiều một bà nội cái máy cô le mình mà chạy nó chém cá văng chân vịt lên bờ. Yeah. Lúc đó ở ngoài mình này muốn hết cá ở chổng còn nhiều á. Cá dữ lắm con, nó dồn xuống. Dạ. Cặp Vĩnh Tế nè, đăng bửng cầu kỳ rồi nó không qua, nó đi thẳng vô đó. Thẳng tới trong Vĩnh Điều, Vĩnh Gia, trong tới Đồng Trích mới dội nước mặn, dội trở lại. Yeah. Tao điều đi chặt ba cái bìm bẹp biển nè, này dưới nước biển nè. Đám mưa đùng đùng lát tao lượm đầy nhóc một thùng cá rô, con bắp tay mình không nhắc lên. Dài thòn vậy nè. Lóc lên hả? Lóc lên. Bà, không có cái tre trong tư không cá rô không cái mọc không có con vậy là nguyên một đàn cá rô luôn à. Ừ, anh lóc có dây năm ơi ham chết luôn. Yeah. Đi chặt rồi trời mưa đó chung vô rừng đục rồi gặp cá rô lóc lên liền con nụ nghỉ đục mưa luôn lượm cá không tắm mưa luôn. Ờ lượm mình đâu có ăn. Yeah. Lúc đó bác ăn cương đem cho vợ chồng ông già bên sông á. Yeah. Ông bả lượm cũng hai thùng nữa. Ăn gì hết? Ăn gì hết, bán. Yeah. Bán vợ chồng già. Rồi cho ông bả mừng hết chứ. Mà lúc đó cá lúc đó nó ngon hơn cá bây giờ lắm ông Tư ơi. Mà trong đó nó cũng không ngon nữa con, mùa đó bị nước phèn mình đó. Dạ nước phèn. Cá rô cứng ngắc à. Dạ. Yeah. Không ngon, nó ốm nhách. Đầu trời giờ vậy. Vì không có đồ ăn á. Không có gì ăn đó. Đi vô tới trong Đồng Trích, trong tới đồn biên phòng Tà Ten mới có nước biển. Yeah. Hai ba chiếc không đa vô động chặt cái nào bó để xe gác ngang xe anh thằng bó vậy thì gác ngang xe nước biển không nó là làm gì không tôi nước biển uống sỏi thận hả. Yeah. Rồi đem về ông chặt đem về để dành với hả. Chặt về rồi con giạt ra phơi khô. Yeah. Phơi khô vô bao. Mấy thằng mà sỏi thận lớn bằng trứng gà rồi này kia phải uống chừng nửa năm mới hết. Yeah. Công nhận nó hay. Còn chừng dài ba ly rồi uống khoảng bao nhiêu nồi hả ông Tư? Còn nó con dễ uống lắm mày, uống nó ngon hơn nước trà nữa. Không, thí dụ như mấy người mà bị sạn thận mà nhỏ nhỏ đó uống cũng tháng nữa tháng bị con uống rồi cái nước mình nó bài tiết ra cái thuốc nó nhỏ giọt nó mới trừ được tan cái đó. Cái đó mình sắc hay là mình nấu uống thay nước không? Nấu uống thay nước. Cái đó mình sắc được không? Mình sắc ba chén còn chén uống cho nó. Ừ thì sắc vậy đó, cứ sắc hoài uống hoài. Dạ. Yeah. Sắc ba chén còn chén uống. Ừ. Dễ uống, nó uống ngon hơn nước trà nữa. Vì sao? Nó thơm, nó ngọt nữa. Dạ. Là mình phơi khô để tư nấu được không Tư? Tư thì nó hăng mũ, không khó uống. Mà không chừng tư nó hay hơn không Tư? Không, nó hôi mũ còn khó uống lắm. Vậy hả? Ừ.
năm 75 con tính tao mà ăn không sợ chết á. Dạ. Mưa giông người ta chìm người ta chết đầy đồng ở trong tao, anh hai mày trôi từ dưới cây gáo nửa đồng dưới trôi, gió thổi gì gần tới bến trên làng ấy đầu vậy? Trong đám năng tức là mình chống không vô nổi đó mà sống đây đánh đưa xuồng về tới này luôn. Sao ông không cột dây không Tư? Cột bao nhiêu nó cũng bứt hết, dùng năng không mà sống nó đánh nó đưa đi tốt. Dùng chiếc ghe mà 400-500 dạ nó chở một ghe khoai mì vậy. Nó chìm mẹ con chết sạch rồi, khoai mì nó trôi dưới thúi đồng luôn. Rồi lúc đó không có cái đám điện điển nào, ông lũi vô đó sao không Tư? Điện điển đâu. Cánh đồng này đó mở đất, năng cỏ còn lưa thưa thưa không à. Yeah. Có mấy chỗ bào luôn nữa thì năng nó dày. Yeah. Nó ủi vô năng đó, chuồng không có cà rèm nữa. Thôi. Cha con che cái áo mưa bọc đó. Kiểu đó mà mưa lớn rồi cái như là ướt nhẹp hết luôn rồi. Ướt nhẹp. Gió nó trôi chuồng về tới này nó dòm đụng rồi, nghe tạnh mưa êm dở ra coi thằng cũng sát bên nhà rồi. Sao thấy quen quen quá hả ông Tư? Đâu anh đẩy cũng 4-5 cây số chứ đâu phải gần đâu. Nãy đậu thì thấy lạ quá, sao giấc này sao thấy quen quá. Đổi cảnh khỏi bơi bà nội dân câu gì cái năm 75 đó, năm đi mua cá 500 thì con dân bán được 300, lỗ 200. Ôi ơi. Mua cá linh dân màu chải không à, mùa nước lên á. Dạ. Dân móc trên cái lưng nó để sống nữa không ta? Ừ, để sống. Dạ. Chứ hồi xưa ông Tư không có bắt nhái dân hả? Không. Dân cá linh. Cá linh không? Đi cua, mùa cua đi xúc cua. Cua con đó không Tư? Xúc ủ. Hồi xưa xúc ủ thấy ham lắm, dính đủ thứ. Lươn, rắn trung rồi này kia. Dạ, ếch, cá, tôm. Lươn thì nhiều. Mà ủ lâu ngày nào nó thúi nào lươn ở nhiều nấy. Anh vô đó anh cũng kiếm mồi đó. Dạ. Kiếm rắn này anh kia, con này anh kia, dây chung vô trốn đó, anh quýt. Hồi xưa con nhớ đó hồi nhỏ con đặt ủ là bắt cua không Tư? Tách làm hai vậy nè, thảy vô đó 4-5 con trong cái ủ đi á. Bữa thứ hai là thúi ình rồi. Lươn vô. Rồi chuột nó bắt cái mùi cua đó cũng vô nó ăn nữa, với ếch. Cái vợt lươn bự lắm, xúc đủ thứ ở đây. Dạ. Bợ với vớt lên. Dạ. Chuột chó gì nó nhào lặn lung tung tung nó đập ẩu cũng rất dở. Dạ. Chữ con rồi đó con sách lửa hái bắt đầu là đi mùa nước này bắt đầu là sách lửa hái đi cắt cỏ luyện làm ủ. Ừ, nước ngăn đầu gối mình đẩy xuồng đi được là con cắt ủ lương rồi. Dạ dạ. Ủ sao mấy bào rồi đó ủ hết tới nước giật nghỉ. Đó lương dữ lắm rồi bắt đầu bài đặt thiệt lương đi, tiêu lương. Hết lương luôn. Hồi đó mấy cái bờ đìa á ông Tư? Ừ. Ôi ôi lương kinh khủng luôn Tư ơi. Lương già không? Già. Năm đó con đi cắt lúa mướn ở Ngoài Hàng Giang. Không có lương. Không có làm ổ lương, chút lương gì nữa. Dạ. Hồi đó con đi cắt lúa mướn ở Ngoài Hàng Giang đó. Cái cắt rồi cái phay ngang mấy suốt người ta không có dân giác lúa suốt luôn. Rồi cái mấy cái ông mà giác lúa đó mấy ông biết bắt lương á. Ông xuống dưới cái đìa mấy ông dặm gì nè ông Tư. Làm cái đùng đùng hồi mấy ông lấy tay ở môi trong bờ đìa ra bắt lương con nào ông lấy cùm tay không. Ăn cua. Con dặm vậy quảng hồn chung vô ăn cua á. Dạ sao hay ghê luôn. Rồi tao có ông chú ông xuống với trời sao bún chứ hầm cái tra người ta nuôi rồi người ta bắt khô đáy hết trơn rồi còn nước bị ăn chừng sải mình chạy dài vậy theo với lòng lạch á. Dạ. Tao ổng rồi đi cầu hai ba thằng ra ngồi cũng dòm dòm
Rồi đi vô lấy thùng đền, làm gì chú? Bắt lương nhậu mày. Ông nhìn là không biết có lương không? Ừ, bắt lát hơn nửa thùng. Ôi ôi. Hầm cá tra. Sao không hay dữ? Ừ, bắt tay không à. Và anh em ông bắt lương chuyên nghiệp, bắt ớt lương. Hồi mấy năm trước ở dưới con có ông mù. Mà không biết ổng vợ mất tiêu hay là mất rồi chết rồi không biết nữa. Ổng đi dưới sông gì nè ông Tư. Ổng lấy giò gà 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 hồi ổng lặn xuống bắt lên con lịch. Gà gà hồi bắt lên con lịch. Năm đó ta thấy hai vợ chồng nó ở kinh Vĩnh Tế. Chồng thì thấy lú cái đầu rồi dưới cái mỏ trên, vợ ngồi trên. Dạ. Anh dắt chuồng theo rồi anh lặn xuống quất con lịch. Tao lại tao thấy lịch lút công chuồng vậy nè. Quá nhiều luôn. Tao hỏi nhiều ký không biết kỳ đó, cũng mấy đồng ký à. Dạ. Tao quất 3-4 ký. Hỏi mua gì cũng mua, nhậu chơi cũng cho thêm 1 ký nữa. Về nhậu chơi. Lúc đó ghê ghê. Ghê ghê. Mà lịch ăn ngon hơn con lươn. Vĩnh Tế năm nó lịch mà lại lặn nhớt giò đó. Dạ. Quá nhiều lịch. Cấp sáng nó thổi nó mới bớt lịch lại. Con thấy mấy ông bắt vậy đó, con giá bò con cũng bắt trước á. Con lặn theo mấy ông chỉ có cái hang mình thoát hai tay vậy nè, cái chặn đầu đó mình bắt à. Đụng nó rồi bắt không được. Không quen, nó bắt có ba ngón rồi. Dạ. Nó bắt con lịch nó nắm ba ngón nó dục xuống. Con đụng nó rồi con bắt không được. Tôi lại bắt không được rồi, đụng nó mà bắt. Cái dân nó ở Cần Thơ với ở Phong Điền Cầu Diếm với. Nhưng bắt lịch chuyên nghiệp. Yeah. Cứ nó lấy ngon giò cái nó giò miệng hang rồi sao nó hộp xuống dưới là nó bắt lịch lên. Dạ vậy đó, mấy ông làm hay quá à, nhanh lắm. Tại tại. Dạ. Rồi sau này nó có vụ cào lịch nữa. Dạ dạ có. Nó có như cái bàn tay mình mũi nhọn lắm. Nó cái dài lắm, nó cào nó giật. Cái bàn cào của nó ngộ lắm ông Tư ơi, nó cái miếng sắt nó dẹp khoảng chừng 2 phân vậy đó. Ừ, nó chấm thép vô hàng. Dạ, rồi nó kẹp ở dưới này nè ông Tư. Ừ. Nó quẹo quẹo này nè, cào cái con lươn nó vô cái kẻ đó nó kẹp lại cứ ngắt à. Ừ. Vậy đó. Lịch. Mà con lịch thì nó nhỏ chứ nó béo ngon ngân lươn dữ lắm. Dạ béo dữ. Nhớ thì đó, nhớ cái ông mù đó, ông lặn lịch hay không nhận thì chuyên nghiệp. Đâu có bằng cái thằng em vợ anh Cành. Nó ngồi với nhậu tao đây mà con ếch nó kêu đâu chừng 500-700 thước dưới bờ kinh á. Dạ. Nghe tiếng nó xa vậy đó không? Ừ. Nó nói ông chờ con chút nó bắt Tư. Hỏi mình đâu đi bắt ếch gì nhậu thêm. Nó lội mà nó đuôi nữa. Phải nó thấy đường mình không nói. Ôi ôi. Đu nữa nó đặt lợp ếch, nó cầm câu ếch với lợp ếch với câu cá lóc mình nó cầm trong đồng mênh mông ban đêm lội thăm mình. Không thấy đường mà cầm câu tùm lum vậy mà thăm được. Đuôi hai mắt, đuôi bẩm sinh nhỏ lớn mà. Dạ. Đu nữa nội ngang ếch kêu ẹt ẹt, ếch này gần đây nè ông ơi chừng 200 thước, 100 ngoài thước. Dễ gì mình biết chỗ nào hả ông Tư? Ừ, vậy mà nó đi xuống lát bắt ếch chết gì. Tài. Hay. Có tài có tài. Nồi cái nước nó cầm câu trong đồng con tính mà mình hai mắt trơ trơ đi mà không biết đường thăm câu, nó thăm hỏng sót. Đặt lợp ếch với cầm câu. Dạ. Yeah. Hay thiệt là hay. Hay. Tài. Ý là mình thấy đường mà cầm đi thăm còn sót quá. Mắt thò lòi đây nhiều khi cá nó gạch mắt câu không biết đâu. Dạ. Yeah. Dòm luôn đèn quơ quơ không thấy một câu, quên chỗ đi. Dạ. Cầm nhiều chỗ quá. Hay thì sáng bờ chuồng cặp mấy bà dưới sông ở sân bay Trà Nóc dưới á. Dạ. Bơi ngoài mấy sông cái mình bãi lại xa lắm. Dạ. Cụ Đinh ban đêm lên ăn trên nó xuống nó thấy dấu mà. Nó nói con này nhỏ lắm mà ăn không đủ đâu, nhậu không đủ, bơi chỗ khác. Rồi nó nói vừa rồi nó biểu mình ngồi giang.
nhậu 10 người nó bắt 10 con mười mấy ký, 11, 12 ký đủ ăn nhậu rồi. Nó cầm đi cốc. Dì cốc hả ông Tư? Ừ, rắn dì cốc á. Nó bắt cá linh mình chiều, nó mua cá linh người ta cái vậy đó. Dạ. Đánh giải mổ ruột bỏ hết trơn à. Chừa cái đầu không à. Ý sao không để nguyên con câu mà để làm gì ông Tư? Ừ, rồi nó mổ ruột, nó bỏ ruột, ruột cá linh tối nó xịn nó một rượu như cá rắn nó ngậm nó sức. Dạ. Nó chơi nó về nó cầm. Nó cầm 10 cần là sáng phải 10 con. Không có cần nào lỗi. Không hay ghê. Ừ, mà theo mấy sông nó lỡ lói lồi lõm sao không biết. Dạ. Nhiều người có cái tài. Tài nó chuyên nghiệp. Dạ. Cụ Đinh sáng lên ăn trên bãi nó xuống có dấu. Mà mình để ý mình mới biết. Mấy ông nhìn cái dấu mấy ông biết hay không? Ừ, cái dấu nó bò xuống là con ngựa nó bơi tới đó. Nó hộp xuống dưới là nó bắt con cua đinh lên. Ông biết cái dấu đó là con cua đinh bà lớn ông biết không? Biết đó. Nó bò cái đường bự gì nó biết cua đinh nó bự. Bự gì nó bự nữa. Đường nhỏ nó cua này nhỏ ăn không đủ, nhỏ không đủ đâu. Không bắt á? Không bắt. Hồi xưa ở trên này cua đinh nhiều không Tư, bây giờ hết rồi. Ở dưới Cần Thơ với sân bay Trà Nóc nó bị cái sông mình chạy xuống á. Dạ. Chỗ sân bay Trà Nóc nó có bùng binh nó bự lắm, bề ngang đâu 2 cây số mà. Dạ. Bự lắm. Bãi nó lại rồi nước rồng cái lục bình này kia nó đắp. Rau muống rau này kia nó đắp vô bờ nó ở đó nó trốn đó. Nó cầm rắn ri cốc, nó cầm 10 cần là sáng 10 con hay, không hay, tạc con nào đó. Có dính con nào bự 2-3 ký trở lại à, nó không bắt bự. Sao ngộ không Tư? Ừ, rắn ri cốc nó cục mảnh nhưng rắn ri voi mà trên lưng anh có 4 cái sọc. Yeah. Sọc trắng trắng vàng vàng bên như rắn hổ ngựa mình á. Nó không có cắn không Tư? Không. Sao? Anh hiền như rắn súng, như rắn như cá mình không cắn đâu, làm đau lắm mới cắn này sao? Mà nó không cắn. Nó không cắn luôn. Bắt chơi tốt ngày không cắn. Bộ. Giống như rắn hổ hành vậy không Tư? Ừ. Hổ hành mình bắt nó làm gì làm nó cũng không hả họng chứ. Không hả họng tới chết. Ngộ thiệt. Mấy loài rắn nó hiền. Hồi xưa ở bên con bên có cái mấy anh em ông đó đó ông Tư. Tới mùa nước này nè, bắt đầu đi xô rắn ông Tư ơi, về gọng đó ông Tư, xô rắn. Rắn nước ban đêm á. Rắn nước đó hả? Rắn nước, rắn hổ ngựa rồi kia ngủ trên cây á. Hồi đó tao soi chị ba mày một gánh, bác Tư mày một gánh. Một gánh 50-60 ký không đó, chứ không phải nhẹ đâu à. Ông đi soi mà bắt tay không à. Thì đó tôi chụp tay máu đỏ đây rồi đó, cho chị ba mình đi ra chợ Long Châu bán. Rồi ra lượng rắn nào bắt nó cắn tay chân má chị gịch ra máu đổ. Mấy bà lại mua rắn, mấy bà méo mặt, mấy bà ngó chỗ khác. Người ta gì ngộ trời gan kỳ cục. Gan kỳ cục. Nói gì đó. Bị rắn nó đâu có độc đâu. Đâu có độc rắn nước. Có con ca ký mấy 2 ký rắn nước u nu. Rồi cỡ tháng 7 tháng 8 mình trong bụng nó còn có lãi nha. Yeah. Từ tháng 8 tới tháng 10 là hết lãi rồi anh, lúc đó anh tháng 11 bắt đầu anh trai gái rồi anh có bầu rồi. Yeah. Lúc đó anh u nu. Mà con rắn hổ ngựa nó ăn không ngon mà con rắn nước không ngon. Yeah. Rắn nước nó thơm hơn, thịt thơm, rắn hổ ngựa. Rắn hổ ngựa nó xương không à. Rắn hổ ngựa nó ngóc đầu lên, cái nó thung cái đầu lại như chữ ếch gì đó ông Tư. Như lò xo vậy. Dạ, nó thoi ra. Nó hù con chứ anh thoi ra chứ anh đâu hả họng. Dạ.
chứ con mà rắn ri voi mà còn mày chọc nó cho nó dẹp xuống mình, nó nằm dẹp lép xuống mà lấy trấn đằng xa mà nhảy ngang lên táp dính ống quyển mà nó bay lên phóng lên nhanh thì ghê hả ông Tư, nhanh lắm phóng. Mấy bởi vậy mấy ông nói à, phóng không khi nào mà chọc cho nó giận đi rồi phóng là mình nó dễ gì mà phóng khỏi. Cũng nhảy ngang táp dính ống quyển dính mắt cá. Con nghe nói con gắn ghi dồi nó cắn mình, nó bỏ răng, nó dính răng vô mà thịt mình luôn hả ông Tư? Nó tới 6 lớp răng bên. Dạ. Yeah. Bởi nó cắn con mồi, cá trê nhớt nhợt, nó cắn ấy sao ăn được. Yeah. Nó cắn cái rồi là ruộng ngượng, cá trê không giải nổi. Răng nó lớp lớp như răng lớp hàng lớp. Cá mập vậy hả ông Tư? Ừ.